vui mừng khi tiếp tục đồng hành cùng quý vị khán giả trong bản tin thế giới. Ngay sau đây là một số tin tức đáng chú ý sẽ xuất hiện trong bản tin ngày hôm nay. Tổng thống Donald Trump ký 2 luật khuyến khích phụ nữ theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực khoa học và thương mại. Vừa qua ngày 28 tháng 2, thì Tổng thống Donald Trump đã ký kết 2 dự luật nhằm khuyến khích phụ nữ theo đuổi sự nghiệp trong các lĩnh vực khoa học và thương mại. Ông Donald Trump cho biết, ký 2 dự luật trên để cổ vũ và khuyến khích phụ nữ cùng tham gia các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học mà gọi tắt là STEM. Theo tân Tổng thống, hiện nay chỉ có 1 trong 4 phụ nữ có bằng cấp về STEM được làm việc trong lĩnh vực có liên quan tới ngành nghiệp vụ này. Và đối với ông, như vậy là không công bằng, thậm chí là thiếu thông minh cho những người được giáo dục về một ngành nghề nhưng lại không được làm ngành nghề đó. Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ NASA dự trù sẽ trợ giúp một kế hoạch cụ thể với Quốc hội để tạo điều kiện cho các phi hành gia đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu, các nhà khoa học, kỹ sư, các học sinh có triển vọng để truyền cảm hứng cho các thế hệ phụ nữ tương lai cùng tham dự vô các lĩnh vực của STEM hay theo đuổi sự nghiệp trong ngành hàng không. Hai dự luật là dự luật thúc đẩy phụ nữ trong lĩnh vực thương mại và dự luật cơ hội bình đẳng kỹ thuật và khoa học sẽ cho phép quỹ khoa học quốc gia trợ giúp phụ nữ vươn lên và sáng tạo trong tương lai, đưa những khám phá mới của họ đến với khoa học, thương mại và cải thiện đời sống chung của nhân loại. Nga và Trung Quốc phủ quyết nghị quyết cấm vận Syria của Liên Hợp Quốc. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 2, Nga và Trung Quốc đã đồng hành phủ quyết một dự thảo nghị quyết do Anh, Pháp và Hoa Kỳ đưa ra tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, yêu cầu cấm vận để trừng phạt chính quyền Syria vì đã sử dụng vũ khí hóa học trong 6 năm nội chiến ở Syria. Phía Nga cho rằng nếu cấm vận sẽ gây trở ngại cho cuộc đàm phán vừa mới bắt đầu ở Geneva giữa các phe tham chiến ở Syria. Nga vừa phản quyết, nghị quyết này vừa phản đối các thành viên Hội đồng Bảo an đã chỉ trích Nga không tán thành nghị quyết. Đây được xem là lần đầu tiên Nga và Hoa Kỳ mâu thuẫn trực tiếp về một vấn đề kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức và tuyên bố sẽ xây dựng quan hệ thân thiết hơn với Nga. Phía Trung Quốc thì cho rằng cuộc điều tra về vũ khí hóa học ở Syria vẫn chưa kết thúc nên không nên vội vàng đưa ra nghị quyết. Một nghị quyết muốn được ban hành cần phải được 9 quốc gia trong Hội đồng Bảo an chấp thuận và không có nước nào trong số 5 thành viên thường trực phủ quyết. Diễn biến hội nghị về Syria ở Geneva. Kính thưa quý vị, ngày 28 tháng 2, hội nghị về vấn đề Syria do Liên Hợp Quốc đề xướng đang diễn ra ở thành phố Geneva của Thụy Sĩ đã có chuyển biến đầu tiên. Các nhóm đối lập ở Syria thông báo chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad do bị Nga thúc đẩy đã chịu thương lượng về yêu cầu của bên đối lập và là có một giải pháp chính trị cho cuộc chiến. Theo ý của phe đối lập có nghĩa là chính quyền độc tài của Tổng thống Bashar đã chấm dứt. Yêu cầu này của phe đối lập từ trước tới nay chưa bao giờ được bên chính phủ xem xét, nhất là từ khi quân chính phủ đạt được nhiều chiến thắng quan trọng bên chiến trường. Đại diện của chính quyền Syria tại hội nghị Geneva là một cộng sự trung thành luôn luôn bảo vệ ông Assad đã yêu cầu phe đối lập phải phê phán cuộc tấn công của phiến quân ở thành phố Homs hồi cuối tuần rồi làm hàng chục người chết. Tuy nhiên, phía chính phủ cho biết sẽ không vì vậy mà bỏ dở hội nghị mà vẫn thảo luận tiếp với đại diện Liên Hợp Quốc như thường. Úc triệu hồi đại sứ từ tất cả các nước về để bàn chính sách ngoại giao. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 3, thì Ngoại trưởng Julia Bishop của Úc thông báo sắp triệu hồi đại sứ Úc từ khắp nơi trên thế giới về để cùng chính quyền bàn thảo ra chính sách ngoại giao mới. Hội nghị của 113 đại diện của Úc ở khắp nơi sẽ diễn ra vào tháng tới trong 3 ngày tại thủ đô Canberra với sự tham dự của Thủ tướng Malcolm Turnbull, Ngoại trưởng Julia Bishop, Tổng trưởng Thương mại Steph Shearer. Hội nghị sẽ soạn ra bạch thư về chính sách ngoại giao, thương mại và đường lối phát triển. Ngoại trưởng Bishop cho biết nhiều nước trong khối G20 đã hợp đại sứ để cùng soạn bạch thư về chính sách theo lối này, nhưng đây là lần đầu tiên Úc thực hiện. Trong tình hình hiện nay, thì Úc đang gặp nhiều khó khăn vì phải tạo quan hệ cân bằng giữa một bên là bạn hàng lớn nhất là Trung Quốc đang muốn mở rộng lãnh hải ở Biển Đông và một bên là các nước Đông Nam Á đang phản kháng lại ý định này. Quan hệ giữa Úc và Hoa Kỳ cũng đang suy giảm từ khi Tổng thống Donald Trump lên nhậm chức.
Tình hình chiến sự ở thành phố Mosul của Iraq. Thưa quý vị, các lực lượng đặc biệt của quân đội Iraq do Hoa Kỳ huấn luyện đang tiến sâu thêm vào khu vực Tây Nam của thành phố Mosul, trong khi quân ISIS đưa quân bắn tỉa và vũ khí chống xe tăng ra chống trả. Tin từ quân chính phủ cho hay đã chiếm được con đường chánh dẫn từ phía Tây Mosul ra ngoài từ Tây phía ISIS và dồn tất cả quân ISIS vào một khu nhỏ hơn ở phía Tây Mosul. Ước tính tại Mosul hiện giờ có hàng mấy ngàn quân ISIS từ nhiều nước kéo tới để cùng tham gia chiến đấu, cộng thêm khoảng 750.000 thường dân tính từ khi cuộc tổng tấn công của chính phủ bắt đầu. Khoảng 14.000 thường dân đã phải tản cư từ đầu cuộc tấn công vào Tây Mosul cho dù bị phiến quân nổ súng ngăn chặn. Lực lượng quân chính phủ tấn công vào Mosul có khoảng 100.000 người, bao gồm quân chính phủ, quân của người Kurds và quân của người Hồi giáo Shiite được Iran hậu thuẫn. Đối với quân chính phủ thì ISIS tiếp tục dùng các hình thức quen thuộc như trước đây để chống trả là bắn đạn pháo, bắn tỉa, đặt hầm chông và cho nổ bom gài sẵn trong xe liều chết. Felix II ở Ukraine chiếm các công ty lớn, lấy đồng rúp của Nga làm tiền tệ. Vừa qua ngày 27 tháng 2, phe phiến quân ở miền đông Ukraine thông báo sẽ lấy đồng rúp của Nga làm đồng tiền chánh và chiếm lấy các hãng xưởng và công ty trong vùng họ đang chiếm đóng nếu chính quyền trung ương không có cách chấm dứt việc phong tỏa các tuyến đường hóa xa từ bên ngoài đi tới vùng chiếm đóng. Một công ty truyền thông của một thương gia vào hàng giàu có nhất Ukraine cho biết là bị phe phiến quân ra lệnh ngưng hoạt động. Việc phong tỏa đường hóa xa tới miền đông là một diễn biến mới trong một cuộc chiến kéo dài đã 3 năm qua giữa chính quyền trung ương Ukraine và phiến quân ly khai, gây bất lợi cho cả đôi bên về mặt kinh tế. Phiến quân cho biết các hãng xưởng ở miền đông đang gặp khó khăn vì không có than để sản xuất. Bên chính quyền trung ương cảnh báo dân chúng phần còn lại phải cảnh chịu cúp điện và hàng xuất cảng giảm tới 2 tỷ Mỹ Kim. Phía Nga cho rằng bên phiến quân bắt buộc phải chiếm lấy các công ty vì đã bị chính quyền trung ương phong tỏa và dồn vào đường cùng. Cựu nhân viên CIA được thả về Bồ Đào Nha chứ không bị dẫn độ về Ý. Thưa quý vị, một cựu quân nhân của CIA tên là Sabrina De Sousa có hai quốc tịch Hoa Kỳ và Bồ Đào Nha vừa được thả tại thủ đô Lisbon sau khi bị bắt và sắp bị dẫn độ về Ý xét xử. Bà De Sousa là một trong 26 người bị Ý xử kiếm diện vì đã bắt cóc một người Ai Cập ở thành phố Milan hồi năm 2003. Bà Sousa từng được đưa qua Ai Cập thẩm vấn về việc này nhưng từ đầu khẳng định mình vô tội vì bà không ở tại Milan khi vụ bắt cóc xảy ra. Luật sư của bà Sousa cho biết bà đã nhờ chính quyền Hoa Kỳ can thiệp khi bị Ý yêu cầu dẫn độ. Bà đã bị nhà chức trách Bồ Đào Nha bắt từ tháng 10 năm 2015 và tịch thu giấy thông hành theo yêu cầu dẫn độ của Ý. Từ đó tới nay thì đã kháng cáo nhiều lần nhưng bất thành. Tới ngày 1 tháng 3 năm nay thì bà bị đưa tới phi trường Lisbon chờ giải qua Ý thì nhận được lệnh ân xá một phần của Tổng thống Ý cho miễn dẫn độ và giảm hình phạt trong vụ bắt cóc từ 4 năm xuống còn 3 năm. Có nghĩa là có thể xin làm công ích ở Bồ Đào Nha thay vì ở tù. Người Đức tìm cách giải cứu ký giả bị Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ. Thưa quý vị, rất nhiều chính trị gia, ký giả và dân chúng đã biểu tình ở thủ đô Berlin của Đức vào ngày 28 tháng 2 để yêu cầu chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ phải thả ký giả Denizli Yüksel trong hai quốc tịch Đức và Thổ đã bị nhà chức trách Thổ bắt giữ vì tội tuyên truyền yểm trợ cho quân khủng bố và tội kích động dân chúng nổi loạn. Ông Yüksel là ký giả có quốc tịch Đức đầu tiên bị bắt ở Thổ Nhĩ Kỳ trong đợt thanh trừng các thành phần có liên quan tới cuộc đảo chánh hồi tháng 7 năm ngoái. Ngày 27 tháng 2, thì ông Yüksel đã bị tòa xử tạm giam trong khi điều tra và cho biết ông này có liên hệ với một nhóm khủng bố thiên tả đã xâm nhập tài khoản email của một số quan chức chính phủ. Chủ biên tòa báo Đức Die Welt, nơi mà ký giả Denizli Yüksel đang làm việc cho biết sẵn sàng tìm mọi cách giải cứu cho ký giả này. Ngoại trưởng Đức cũng thông báo đã yêu cầu được gặp gỡ ông Yüksel và tìm cách cho ông được thả. Phía Đức cho biết vụ bóc bớ này càng làm cho quan hệ hai nước thêm căng thẳng và làm nản lòng những người muốn hai nước thân thiện trở lại. Ông Fillon vẫn tiếp tục tranh cử tổng thống Pháp dù đang gặp nhiều rắc rối.
Thưa quý vị, ngày 1 tháng 3, thì ông François Hollande là ứng cử viên tổng thống Pháp thuộc phe hữu, khẳng định ông vẫn tiếp tục tranh cử như trước, dù đang bị điều tra về việc ông ngụy tạo ra việc làm trong văn phòng dân biểu để trả lương cho vợ và hai con, nhưng họ không hề làm việc. Ông Hollande bị điều tra về tội lạm dụng công quỹ và che giấu sự việc, tội lạm dụng công chức và tội không chịu khai trình theo yêu cầu của nhà chức trách. Một tờ báo còn đưa tin số tiền trả cho vợ con ông Hollande trong vụ này lên đến gần 1 triệu euro. Nhưng ông Hollande phủ nhận tất cả mọi tố cáo và cho biết thực sự thì vợ và con ông đều có làm việc tại văn phòng cùng ông trong một thời gian. Đó không thể coi là phạm pháp mà chỉ là quyết định sai lầm của ông, và ông cũng đã chính thức xin lỗi dân chúng vì sai lầm này vào 6 tháng 2. Luật sư của ông Hollande cho rằng, ngay từ lúc mở đầu một cuộc điều tra bên biện lý đã không đưa ra một bằng chứng nào về tội trạng của ông Hollande. Kính thưa quý vị khán giả, một số tin tức đáng chú ý vừa rồi cũng đã khép lại tin tức ngày hôm nay. Chúc cho quý vị có một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin ngày mai.